Cũng trong chiều 27 tháng 10 theo giờ địa phương, tại thủ đô Abu Dhabi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Yusuf Ali, Chủ tịch tập đoàn Lulu, một trong những tập đoàn bán lẻ với hệ thống chuỗi siêu thị lớn rộng khắp tại hơn 23 quốc gia trên thế giới, doanh thu hàng năm đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch tập đoàn Lulu chúc mừng đánh giá cao quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, trong đó nguồn cung dồi dào các sản phẩm hàng đầu, chất lượng cao như hàng dệt may, nông thủy sản, gồm cá, tôm, gạo, rau quả. Cho biết tại Việt Nam, Lulu sẽ thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh để thu mua hàng hóa của Việt Nam cho hệ thống 265 đại siêu thị trên khắp thế giới. Lulu mong muốn được sự ủng hộ của chính phủ để mở rộng thị trường tại Việt Nam. Cảm ơn và đánh giá cao việc tập đoàn Lulu đã là cầu nối giới thiệu những sản phẩm có chất lượng của Việt Nam đến với người tiêu dùng trong khu vực Trung Đông cũng như các quốc gia khác thông qua chuỗi siêu thị rộng khắp và quy mô của mình trong thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam sản xuất hàng hóa phục vụ thế giới với phương châm ăn phải sạch và ngon, giá cả hợp lý. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tập đoàn Lulu tiếp tục thúc đẩy giới thiệu nhiều hơn nữa những sản phẩm của Việt Nam có nhiều tiềm năng phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng để tiếp cận và phục vụ thị trường UAE cũng như khu vực Trung Đông và các thị trường trong chuỗi hệ thống siêu thị của tập đoàn trên thế giới. Mong muốn tập đoàn hỗ trợ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp của Việt Nam tham gia cung cấp sản phẩm của ngành công nghiệp halal, nghiên cứu xem xét đầu tư hợp tác với một số đối tác tiềm năng có năng lực của Việt Nam để mở rộng chuỗi siêu thị tại Việt Nam, đất nước hơn 100 triệu dân với sức mua lớn, cũng như thông qua Việt Nam để thâm nhập thị trường khu vực rộng lớn ASEAN. Thủ tướng cũng đề nghị tập đoàn Lulu với mạng lưới chi nhánh rộng lớn sẽ là cầu nối đưa các nhà đầu tư có tiềm năng trong và ngoài UAE đến đầu tư tại Việt Nam, đẩy nhanh kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến nông sản tại Việt Nam, cho biết Việt Nam sẽ đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có tập đoàn Lulu, trong việc phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch tập đoàn Lulu cho biết Lulu sẽ mở rộng đối tượng hàng hóa và nâng số lượng hàng nhập khẩu từ Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam, tổ chức Ngày hội Hàng hóa Việt Nam tại UAE và các nước vùng vịnh để người dùng tiếp cận nhiều hơn với hàng hóa của Việt Nam.